Bữa nay đi chùa Mẹ Nam Hải nè cả nhà. Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu nha. Ồ, người ta đi rất là đông luôn nè. Ờ, mẹ thấy rồi. Vừa lăn luôn cái em mà mẹ. Bữa nay là ngày mùng 6 Tết nè, mà còn đông gì nè. Người ta đi viếng mẹ rất là đông luôn. Nhanh đi con. Nè nắm tay mẹ nè. Ê ê ê ê. Sao rồi? Đây là mẹ Quan Âm nha. Này đi chùa cầu sức khỏe nha, cầu cho gia đạo được bình an nha. Quá trời đông luôn. Bấm dừng đi, bấm dừng. Rồi đi qua đây, dài dài qua đây nè. Của em á. Cái gì dài trong kia là không còn chỗ cúng, người ta cúng ở đây nữa hả? Rồi nhóc gia đình luôn. Giờ đi đâu mày? Nó mất tiêu rồi. Kiếm chỗ đi qua Đông Hải. Thì đi ra đây con quay vòng vòng đây cái rồi con ra. Vậy. Ờ rồi đi ra ngoài ơi, đi đường này ra luôn ngoài ơi. Ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi 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 đi, không ngồi được, đi vậy. Mất tiêu rồi mày. Kìa kìa, đi ra ngoài rồi kìa. Đi ra ngoài kìa. Đưa chị hai sữa rồi đi. Bây giờ là một số người đi ra về, một số người là đi vô nữa ha. Ra vô liên tục luôn. Đông lắm.